Lấy. Sóng thần đến rồi, sóng thần đến rồi, mau chạy đi. Tiểu dĩ à, cứu mạng với. Chạy thôi, chạy thôi. Cứu mạng với, sóng thần đến rồi. Tiểu dĩ, tiểu dĩ, tiểu dĩ à, ta quay lại rồi đấy, rất nhớ ta có phải không? Có nguy nan thì tìm tế công trong vòng một phút. Hai người mau trốn sang một bên đi nào. Đa tạ thánh tăng. Chút giỏ mèo cào của ngươi, ta nhìn là thấy ngay thôi. Rõ ràng ngươi biết chỗ này là của ta, vậy mà còn dám đến gây chuyện sao? Có phải ngươi đã ăn gan hùm mật gấu hay không? Ngư khanh thủy quái. Dư khang thủy quái. Ngư khanh thủy quái thì chính là ngư khanh thủy quái. Là dư khang thủy quái. Ta đã gọi ngươi bao nhiêu lần thế rồi, chẳng lẽ ta không nhớ hay sao? Ngư khanh thủy quái chính là ngư khanh thủy quái, không phải là ngư khanh mà. Được rồi, được rồi, lát nữa ta đánh xong trận này rồi, ta sẽ lập một cái mộ cho ngươi, dùng chữ lớn nhất viết trên đó là dư khang thủy quái. Vậy được rồi chứ gì. Lập mộ cho ngươi và thôn dân đi nào. Hôm nay ta sẽ san bằng cả thôn này. Sao hôm nay ngươi lại có đại sát khí như vậy chứ? Ngươi xem họ làm cho con sông này của ta bẩn như vậy, ngày nào cũng đại tiện tiểu tiện đổ rác vào sông. Vậy tại sao ta phải đối xử tốt với họ chứ? Ngửi thử con sông này thì đúng là, ôi trời ơi, còn thối hơn tên ăn mày như ta nữa đó. Mà nè, mặc dù quả thực là họ làm sai, nhưng mà ngươi cũng không được như vậy. Dùng biết bao nhiêu là nước như thế giết họ, như vậy xấu lắm đó. Ta mặc kệ, tóm lại hôm nay ta phải trút giận. Mấy năm trước đã dùng qua chiêu này rồi mà, còn có mặt mũi dùng lại hay sao? Có sáng tạo chút đi có được không? Được thôi, xuất chiêu mới cho ngươi xem. 3 năm nay ta đã tu luyện một chiêu tên là phát bài bát. Tóm lại hôm nay có đạo tế ta đây, ngươi đừng hòng hổm sượt đó. Ôi trời ơi, phát bài bát của ngươi hả? Chạy đi đâu rồi? Ở trên này nè. La Hán phản thiên ấn. Lại là chiêu này. Người mới là không có sáng tạo đó. Nói ta không có sáng tạo sao? Đối với loại yêu quái thấp kém như ngươi thì việc gì phải dùng chiêu mới. Quan trọng hơn là mọi người đều thích mà. Rất nhiều bạn nhỏ đang đợi ta dùng chiêu này đó. Nhớ kỹ đó nha, chỗ này là của ta, đừng có đến đây gây chuyện nữa. Đạo tế, ngươi đừng quá đắc ý. Hôm nay ta đến là thay lão đại của ta thử ngươi thôi. Đợi lão đại của ta chuyển thế thành công, thống nhất thiên hạ rồi, cả nhân gian này đều sẽ thuộc về bọn ta mà thôi. Đã nói với mọi người bao nhiêu lần rồi, phải chú ý bảo vệ môi trường tự nhiên. Các người lại không nghe. Lần này gây quả rồi đó. Mỗi ngày ta đều bận rộn phổ độ chúng sinh, không phải lần nào cũng kịp đến trắng tay ưng cho mọi người. Có biết không hả?
Huynh nói dối. Người này đang nói dối đó. Ta nói dối cái gì? Để ta vạch trần bộ mặt thật của hắn. Huynh nói đi, huynh nói đi, cứ nói đi nào. Vị đại sư này, không phải hắn bận phổ độ chúng sinh, hắn là bận ngủ đó. Làm sao huynh biết hả? Nếu hắn có thể đến thôn này sớm hơn một chút thì cũng sẽ không thành thế này rồi, có đúng không nào? Người xem, hôm qua bọn ta vừa mới phơi khô y phục xong, ướt hết cả rồi. Ta mới thảm nè, dán bài thập tam quyền sắp ù rồi. Bây giờ người có thể đền cho ta hay không đây? Ta hét cứu mạng đến sắp rách cả cổ họng mà người vẫn không xuất hiện. Có phải người nên xem lại thái độ làm việc của mình không đây? Mọi người xem đi, cá của ta chết cả rồi nè. Đền cá cho ta đi, đền cho ta đi, đền cá cho ta. Một nhà ba người chúng ta mỗi năm đều đi liêm ấn tự, thắp hương lễ Phật, vậy mà đến chuyện tiêu diệt thủy quái nhỏ nhặt như vậy cũng làm không tốt nữa. Phải đó, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Đợi đã, vị tiên sinh này, huynh là ai vậy? Ta hả? Nghe cho kỹ nha. Tại hạ là giáo tông Tư Mã Lương của Hồng Nguyên giáo. Vừa rồi đi ngang qua đây nên muốn truyền bá giáo ta, kết quả lại gặp chuyện này. Có điều mọi người không cần lo lắng đâu. Tông chỉ của giáo phái bọn ta là quan tâm đến mọi chuyện lớn nhỏ trong khu vực. Tổn thất lần này của mọi người, ta sẽ đền cho mọi người, có được không hả? Được đó. Huynh làm vậy không hợp quy tắc. Làm như vậy làm sao họ biết sai mà sửa được đây? Nói cho đúng nha. Đạo quan của bọn ta có rất nhiều phòng, phòng nào cũng tọa bắc hướng nam, giường cao gói mềm. Có điều chuyện ăn uống có hơi kém một chút, 8 món ăn 1 món canh. Nhưng tráng miệng có hoa quả thế nào hả? Thế nào? Được được, tốt quá rồi. Sao vậy? Sao mọi người còn đứng đây? Đạo quan bọn ta không cần tay nải cũng có thể đi vào đó. Còn đợi gì nữa? Mau đi thôi. Được được được. Vậy còn ta phải làm sao đây? Đừng có đi mà. Đừng đi mà. Linh ẩn tự cũng tốt mà. Đừng đi. Thật là. Mọi người à, Thánh Tăng, đa tạ Thánh Tăng cứu mạng. Đừng khách sáo. Tiểu đệ đệ không sao đó chứ? Không sao. Nhưng trống bổi mẹ tặng cho đệ hỏng rồi nè. Nhà của đệ cũng không còn nữa. Thánh Tăng à, nếu người đến sớm một chút, ta và Tiểu Dĩ không đến mức không còn nhà để về rồi. Đi thôi. Tên Tư Mã Lương đó, ta cầm quạt, hắn cũng cầm quạt, chắc chắn là có vấn đề rồi. Nào, nhang đèn đây, dâng hương đi nha. Bán hương đây, đến xem hương của ta đi nào. Được rồi, được rồi, mau vào trong khấn bái đi nào. Nào, đến lượt các người kìa, bán hương đây, cầu tiền tài cầu con nhất định linh nghiệm. Nào, nhanh lên, nhanh lên. Được, được, được. Bán hương đây, đến xem hương của ta đi nào. Tư Mã Giáo Tông, tiểu nhân mở phường bạc, nhưng gần đây chuyện làm ăn không tốt, người có thể làm cho mọi người đến sông bạc nhiều hơn không hả? Tục ngữ nói, bạc nhỏ mất tình cảm, bạc lớn thì chính là tu thân dưỡng tính. Dân, hoạt động cờ bạc có ích cho trí óc như vậy, ta nhất định sẽ ủng hộ, yên tâm đi. Họ sẽ thua thê thảm lắm. Đa tạ giáo tông, đa tạ giáo tông. Hương quả cũng thịnh đó chứ. Linh ẩn tự của ta đúng là kém xa quá. Giáo tông đến rồi. Giáo tông đến rồi kìa. Đa tạ giáo tông. Đại sư, cầu xin người đó giúp ta đi. Đại sư, đại sư à, cầu xin người đó giúp ta đi. Đại sư, hoa màu của chúng tôi đã thất thu rồi, cầu đại sư cho mưa thuận gió qua. Giáo tông đại nhân, phụ thân ta đã hơn 90 tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu chết, cầu xin giáo tông sớm ngày gọi ông ấy về trời để ta được thừa kế tài sản. Thừa kế tài sản đó, cầu cho mưa thuận gió qua đi đại sư. Được rồi, được rồi.
Mọi người nghe ta nói đây. Tâm nguyện của mọi người đều là tốt đẹp. Chỉ cần mọi người thành tâm hướng về Đại Tiên mà cầu phúc, Đại Tiên nhất định sẽ có cầu tất ứng. Hồng Nguyên giáo dạng tuế, yêu cầu quá đáng như vậy cũng đồng ý sao? Rõ ràng là xảo trá lừa lọc mà. Hồng Nguyên giáo dạng tuế, Hồng Nguyên giáo dạng tuế. Thổ địa, thổ địa, ta tìm ông đó, mau ra đây. Thổ địa, huynh là Hàng Long hả? Sao lại nhớ ta mà đến tìm ta? Sao lại làm cho bản thân thần bí vậy chứ? Những thứ này là đồ tốt, hít vào tinh thần sảng khoái ngay. Ngửi thử đi, bảo đảm hết đau đầu. Từ Simla đến đây, thử đi nào. Những thứ này ít dùng đến thì tốt hơn, bằng không sẽ chết đó. Ngon lắm đó. Hỏi ông chuyện này, Hồng Nguyên Tự kia rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? Hồng Nguyên Tự lợi hại lắm đó. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi đã mở hơn 300 chi nhánh, nổi tiếng vô cùng. Hơn nữa nghe nói, chỉ mỗi phí gia nhập thôi đã là 300.000 lượng rồi. 300.000 lượng, cắt vậy sao? Rõ ràng là chốn lừa gạt người khác mà. Tên Tư Mã Lương kia là người thế nào hả? Nè, mau trả lời đi chứ. Trả lời cái gì? Tư Mã Lương. Lương gì hả? Xem như ta chưa hỏi đi. Báo đây, báo đây, cho ta một tờ. Báo đây. Ôi trời ơi, chết rồi. Cái gì chết rồi? Ta không có biết chữ, để ta xem. Hoàng đế băng hà. Không thể nào, dương thọ của hoàng đế chưa tận mà. Lại có báo nữa kìa. Đưa ta, đưa ta, đưa ta. Lại có báo đây. Ông không biết chữ mà dành cái gì mà dành? Dành để cho huynh xem, cảm ơn nha. Thiếu đế lại băng hà. Sao thời gian cũng nhầm vậy chứ? Chuyện này không được đâu. Ta phải lấy chân thân của mình lên thiên đình ra xem thế nào. Gặp lại sau nha. Có chuyện. Hàng Long à, đợi chút. Chân thân chỉ có một, dùng rồi là hết đó. Vậy ông cho ta mượn chân thân của ông đi. Phùng Đồng, cảm ơn anh quản. Phùng Đồng, cảm ơn anh quản. Sao đột nhiên lại nói ngoại ngữ vậy chứ? Nè, dậy đi nào. Ăn cơm nè. Ở đâu? Ở đâu? Đợi ta với. Một miếng thịt nướng to đùng đây. Hàng Long La Hán à, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Nhớ chết đi được. To gan thật đó. Lại dám ngủ gật ở đây. Chuyện này cũng không thể trách ta. Canh giữ ở đây hơn 100 năm cũng không có ai quay về. Không ngủ thì còn làm gì nữa đúng không nào? Vậy huynh nên cảm ơn ta. Đây là cái gì vậy? Phải rồi, quên giới thiệu với huynh. Đây thiết bị an ninh mới nhất của thiên đình đó. Chuyên kiểm tra thần tiên lúc trở về. Có mang chân thân theo không? Dù sao huynh có mang chân thân mà. Phải đó, nhưng tại sao nó bị chớp chớp mãi vậy? Phải rồi, vì không thể mang vật phẩm phàm trần lên đây. Vật phẩm phàm trần hả? Có mang đây, cái này nè. Thơm quá, thơm quá. Cho ta một ngụm đi, cho ta một ngụm đi nào. Nè 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 nè. Uống sạch rồi, có thể vào được rồi chứ? Một ngụm cũng không cho ta uống luôn. Vào đi. Biết ngay mà. Sao rảnh rỗi đến tìm ta tâm sự vậy? Nhân gian đang xảy ra chút vấn đề, vậy nên ta muốn huynh giúp ta một chuyện, đi tìm Ngọc Đế. Còn ta sẽ đi tàng kinh các tìm tài liệu đó. Tìm Ngọc Đế hả? Phải, không được đâu. Tìm Ngọc Đế thì không sao, nhưng không có sự cho phép của Ngọc Đế, huynh không được vào tàng kinh các. Thời kỳ đặc biệt mà, đương nhiên phải dùng thủ đoạn đặc biệt rồi. Cách đặc biệt thế nào đây? Là thế này nè. Sao ta phải cho huynh biết chứ? Đúng là nhiều chuyện quá đi mà. Đi tìm Ngọc Đế đi. Được rồi, được rồi, được rồi, được. Tên giữ cửa ở bên đó nổi tiếng là tên mặt đen đó. Chưa chắc huynh vào được đâu, biết rồi. Nam Thiên Môn. Đúng là mặt đen thật ha. Lâu rồi không gặp huynh đệ. Hàng Long La Hán, không có thủ dụ của Ngọc Đế thì không ai được phép vào tàng kinh các. Ta chỉ đi vào dùng tạm nhà xí một lát thôi, không có tốn nhiều thời gian đâu mà. Cho ta vào đi. Không được đâu. Ôi trời ơi, vị đại ca này, chỗ này chỉ có ta và huynh. Ta không nói huynh không nói, làm sao có ai biết được? Thông cảm chút đi mà.
Bên kia xảy ra chuyện gì vậy hả? Tưởng ta là đồ ngốc hay sao hả? Bảo ta nhìn sang bên đó thì huynh có thể đánh ta ngất xỉu à? Huynh... Huynh không nhìn bên kia thì ta không đánh ngất được hay sao? Đồ ngốc. Mở cửa. Dừng ơi, mở ra nào. Cũng may vẫn là mật mã cũ ha. Tàn kinh cát sao bây giờ lại thành ra thế này? Kinh thư chạy đi đâu cả rồi? Tại sao tàn kinh cát lại trở thành thế này chứ? Ta làm sao tra kinh thư đây? Xin viết từ khóa mà bạn muốn tìm. Thật hay giả vậy? Để làm thử xem. Trần Hạo Dân, người này sinh ra đã nổi tiếng. Chuyện bạn gái, được rồi, được rồi, được rồi. Cũng chỉ biết làm khó dễ người khác mà thôi. Mà nói cũng đúng ha. Vậy mình viết thôi. Đại Bàng Kinh thư phù hợp có 10.020 quyển. Hơn 10.000 sao? Vậy phải xem bao lâu chứ? Viết chi tiết hơn xem sao nào. Làm phản. Kết quả phù hợp có 36 quyển. Thế này được đó, được đó. Chi tiết thêm chút nữa đi nào. Hai lần. Kết quả phù hợp chỉ có một quyển. Trúng rồi, trúng rồi. Để ở đâu vậy chứ? Có cần để ở trên cao như vậy không? Cái này dùng thế nào vậy chứ? Xin hãy đem trụ pha lê cắm vào để pha lê bên dưới. Chim Đại Bàng bị Hàng Long La Hán thu phục, nhưng ở địa ngục A Tỳ cướp được Hồng Liên Tử Tinh, lấy tham sân si của nhân gian xây dựng ma tháp thông thiên thẳng đến thiên giới, tạo thành kiếp nạn nhân gian. Một mình ta không xử lý được rồi. Xem ra vấn đề quả thật là rất lớn. Làm sao huynh biết? Nhìn vẻ mặt của huynh là biết rồi. Tìm thấy Ngọc Đế chưa? Tìm thấy rồi. Vậy sao còn chưa đi? Cửa ra bên này mà. Sao không nói sớm vậy? Thật ra ra bằng bên này cũng được đó. Chơi ta hả? Ai chơi ai đây? Ai vậy? Ở đâu hả? Huynh nói đã tìm thấy Ngọc Đế. Ngọc Đế đâu? Chẳng phải Ngọc Đế ở Hàng Long bái kiến Ngọc Đế. Bình thân, tạ Ngọc Đế. Ngọc Đế, mấy ngày không gặp. Không phải, không phải. Đây không phải là Ngọc Đế. Cái này do Dương Mẫu Nương Nương ban cho ta. Chỉ cần đập viên châu này xuống đất thì Ngọc Đế sẽ xuất hiện. Sao không nói sớm vậy? Không kịp nói, đập nè. Sướng thật đó. Chỉ là xem phim thôi. Xem phim. Đây là cái gì? Máy tính bảng đó. Trình độ kỹ thuật của Thiên Cung đã bay đến mấy nghìn năm sau rồi. Trong máy tính bảng này có thể xem phim trực tuyến. Xem nè, bộ này chính là Mê Cung Trắng Đen. Hay lắm đó. Còn nữa, 2000 năm sau có một tên giả làm Tế Công Khanh đó. Xem đi nào. Trông đẹp trai quá ha. Đẹp trai quá. Mọi người nghiêm túc một chút được không? Ngọc Đế à, lần này thần lên đây tìm người là có chuyện cần giúp đỡ. Bởi vì con đại bàng to kia đã trộm mất Hồng Liên Tử Tinh của nhân gian. Chuyện thế làm vua chắc chắn là có âm mưu lớn. Vậy nên thần hy vọng người có thể xuất binh hạ phàm, dẹp loạn đó.
Chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Mọi người à, được, qua đây nào. Xem ra chuyện này khá là phức tạp đó. Có thể sẽ cần ta ngự giá thân chinh hàng yêu phục ma. Đừng có đùa nữa mà đại ca. Vấn đề là Trẫm cảm thấy nếu Trẫm đi thì sợ cung nữ sẽ cảm thấy cô đơn. Tùy tiện tìm vài nhân vật nhỏ đi theo khanh là được rồi. Được, mời Ngọc Đế chọn người ạ. Nhị Lang Thần, Lôi Chấn Tử, Na Tra, Cửu Thiên Quyền Nữ, Phục Hổ. Tham kiến Ngọc Đế. Nhị Lang Thần, Hồng Thiên Khuyển của huynh đâu rồi? Ngọc Đế chê nó sủa cả ngày ồn ào nên đã phong ấn nó ở trong này, phải nhốt 500 năm đó. Người đúng là hư quá, chó hư. Lôi Chấn Tử vẫn thích chơi chiêu này ha. Hết cách rồi, trời sinh ta đã mạnh quá mà. Hàng Long à, Tiểu Na Tra, lớn như vậy rồi sao? Đây là cái gì vậy? Đây là phong quả luân mẫu mới nhất năm 2018 đó. 2018 là sao? 2018 là nhân gian và mấy nghìn năm sau. Lâu rồi không gặp ha. 365 năm rồi. Lâu vậy sao? Muội cũng học theo trào lưu xem phim hay sao hả? Không phải đâu, ta đang xem mấy công ty tổ chức hôn lễ ở nhân gian đó. Đẹp lắm, Quỳnh xem nè, rất là đẹp đó. Người phàm thường nói chỉ muốn làm nguyên ương, không làm tiên. Rất muốn xuống đó thử một lần. Đừng nói lớn tiếng như vậy chứ, chúng ta sắp được hạ phàm rồi. Đến lúc đó ta sẽ dẫn muội đi xem thử. Phục Hổ à, hảo huynh đệ, lâu rồi không gặp. Ngọc Đế tìm bọn ta đến giúp đỡ, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn rồi hả? Chắc chắn là chuyện lớn rồi, chẳng qua là nếu có huynh thì ta yên tâm rồi. Tuyệt quá. Được rồi, đã có mặt đông đủ. Các khanh hãy hạ phàm cùng với Hàng Long đi xử lý tên đại bàng kia đi nào. Đa tạ Ngọc Đế. Làm gì vậy? Làm gì vậy hả? Các ngươi làm gì vậy? Ngọc Đế, chính hắn đã đánh ngất thần, xâm nhập tàn kinh cát trái phép. Vị huynh đệ à, đánh ngất huynh là ta không đúng. Ta mời huynh ăn cơm xem như xin lỗi được không? Không được đâu. Thiên có thiên quy. Thế này đi, cấm túc 7 ngày. Một ngày trên trời bằng 3 năm dưới trần đó. 7 ngày chẳng phải đã là 21 năm rồi sao? Có lâu quá không Ngọc Đế? Có vấn đề gì chứ? Người không sợ thần mang chuyện người làm nói với Dương Mẫu sao? Lập tức dẫn hắn đi đi, đừng để hắn ở lại đây nữa. Quan uổng quá, quan uổng quá. Hẹn gặp các vị ở trần gian nha. Quan uổng quá đi. Được rồi, xuất phát đi. Về xem phim thôi. Ngọc Đế, Ngọc Đế, người đợi chút đã. Hình như vừa rồi người nhấn nhầm rồi đó. Sao ta lại nhấn nhầm được? Đáng lẽ phải nhấn nút màu xanh mới đúng. Ta nhấn màu xanh mà. Vừa rồi người nhấn nút màu đỏ. Không, ta nhấn nút màu xanh. Hay là chúng ta xem tua lại được không? Khanh xem đi nào. Phim sai rồi. Ta là Ngọc Đế, sao ta làm sai được? Vậy khanh xử lý chuyện này đi, tiện thể hủy luôn chứng cứ. Đại sư, không hay rồi. Đại sư, không hay rồi. Ngọc Đế đã nhấn nhầm, hại năm vị tiên kia mất đi ký ức và tiên khí. Cho dù thành công hạ phàm cũng không cách nào ngăn được âm mưu của chim đại bàng. Tế công phải làm sao mới có thể ngăn cản kiếp nạn nhân gian này đây? Cứ xem tiếp rồi sẽ rõ. Đừng mà, của ta, trả lại cho ta. Đừng mà. Hai mươi năm đã trôi qua, thiên đình đến giờ vẫn chưa phái ai đến gây rắc rối cho chúng ta cả. Đúng là trời cũng giúp ta mà.
Chỉ cần tử tinh này tiếp tục hấp thụ ba vị độc quả là tham sân si của nhân gian, vậy thì ngày chúng ta xông lên thiên đình sẽ không còn xa nữa đâu. Lão đại à, đệ đã nói ngày xông lên trời không còn xa nữa, huynh vui lên một chút đi không được hay sao? Tư Mã, đệ còn không hiểu hay sao? Đệ không có hiểu. Lão đại à, giải thích đi nào. Lần đầu tiên ta diễn vai phản diện, người ta diễn phản diện đều là mỹ nữ. Đệ xem những người này đi, đệ xem những người này đều là mỹ nữ hay sao? Trong lòng đệ thực sự cảm thấy ta thiếu tình mẫu tử đến vậy hay sao hả? Đệ, lão đại à, lúc tuyển chọn đệ thấy cũng không có tồi. Hơn nữa nói thật, những người đẹp đã bị huynh ăn sạch rồi đó. Xà yêu, xà yêu, xà yêu, mau lên đây, mau lên đây, mau lên đây nào. Nào, 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 nào. Nào, nào, nào. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Đây mới gọi là thịt nè. Đợi đã, lão đại à, muội là yêu quái, huynh từng hút muội rồi mà. Thêm lần nữa đi mà. Không được đâu, còn hút nữa, công lực sẽ mất hết đó. Muội đi đi, đi đi nào. Lão đại, bữa tối được lựa chọn tỉ mỉ đến nữa rồi đây nè. Người này được đó. Đại Dương xin đừng ăn ta, ta còn chưa phát triển đầy đủ. Yên tâm đi nào, hôm nay ta ăn chay, không ăn ngươi đâu. Đa tạ đại dương, cho các ngươi ăn đó. Đa tạ lão đại, đa tạ lão đại. Hai mươi mốt năm sau, đây là đâu vậy chứ? Không thể nào, linh ẩn tự, gia đạo sa sút quá mà. Ta đi mới chưa bao lâu, sao cả thế giới lại trở nên thế này rồi hả? Cái mà tháp này sao lại cao nhanh như vậy chứ? Không được rồi, thời gian cấp bách, tìm một người hỏi thăm thử xem nào. Giáo tông đại nhân, cho chúng tôi chút đồ ăn đi, đói quá. Nhìn họ đi kìa, thú vị thật đó. Đại nhân, đại nhân, đã mấy ngày rồi ta không có gì ăn, người cho ta chút thức ăn đi. Chuyện gì ta cũng đồng ý làm cho ngươi, cầu xin đại nhân. Công tử à, chuyện gì cô cũng đồng ý làm thật sao? Ta đồng ý. Vậy ta dẫn cô đi ăn buffet nha. Đa tạ công tử, đa tạ công tử, đi thôi. Quá đáng quá đi, sao có thể đối xử với lão bá tánh như vậy được chứ? Dừng lại, dừng lại. Là ta đây nè, là huynh sao? Thật xin lỗi nha, sao huynh cũng xuống đây vậy? Ngọc đế gây họa thế là gọi thuộc hạ là ta đây đi sửa chữa đó. Huynh đến đúng lúc lắm, cùng ta đi vào tiêu diệt hắn đi. Đợi đã, đợi đã. Đợi cái gì? Không được đâu, huynh đã 21 năm rồi không xuống nhân gian, cả thế giới đều đã thay đổi, chỉ dựa vào sức của huynh và ta không đấu lại hắn đâu. Cũng đúng, linh ẩn tự cũng không còn nữa, thảm quá. Vậy nên cách duy nhất bây giờ là mau chóng tìm ra tung tích năm vị tiên kia. Do ngọc đế nhấn nhầm nên năm vị tiên đã mất đi ký ức thần tiên, vẻ ngoài cũng đã
thay đổi thảm lắm đó. Vậy làm sao mà tìm? Ngọc Đế đưa cho ta 5 cái túi gấm, lần lượt là manh mối ẩn náu của 5 vị tiên. Ngọc Đế này chẳng qua là xem rắc rối là điều thú vị. Nói thẳng ra, họ đang ở đâu chẳng phải được rồi sao? Đúng là tẻ nhạt mà. Các ông chủ trên toàn thế giới đều không hiểu nỗi khổ của nhân viên mà. Nói đúng lắm, phải rồi đó. Vậy chúng ta phải tìm vị tiên nào trước đây? Vị Lan Thần. Tại sao? Huynh ấy có thiên nhãn. Tìm thấy huynh ấy rồi, dùng thiên nhãn đi tìm những vị tiên khác chẳng phải được rồi sao? Lợi hại quá. Sao huynh lại thông minh như vậy? Hết cách rồi, bẩm sinh mà. Đi thôi nào. Cẩn thận một chút. Ta là thần tiên mà, không cần sợ đâu. Đến cả một bóng ma cũng không thấy nữa. Không có. Thật hay giả vậy chứ? Xem đi nào. Không đúng, không đúng. Là thế này. Ôi trời ơi. Là thế này nè. Ta biết rồi. Huynh là thế này. 1, 2, 3, 4, 5. Huynh vậy nên đi hướng nào đây? Ta thân là một vị thần tiên, vậy mà tìm một người cũng không được, mất mặt quá. Đúng vậy đó, huynh tuyệt đối đừng nói ra ngoài đó. Tìm ai đó hỏi đi nào. Được rồi. Có ai không hả? Chủ quán à? Chủ quán à? Uống chén trà thôi nào. Chủ quán à? Đến đây. Chủ quán. Đến đây. Khó tìm quá. Đây là nơi quái quỷ gì thế không biết. Uống chén trà trước đi nào. Đa tạ chủ quán. Sư phụ à. A-di-đà Phật. Chỗ này khó tìm quá. Chủ quán à, ta muốn hỏi một chút, chỗ này có phải là Xích Thành hay không vậy? Đúng vậy đó. Nơi đây chính là Xích Thành. Vậy ông có từng nghe nói một cái miếu tên là Chiêu Huệ Miếu không? Không có. Lại không có rồi kìa. Quỳnh nói xem liệu có phải là viết nhầm rồi không? Xích Thành Chiêu Huệ Anh Linh Thánh. Chiêu Huệ của Xích Thành khó tìm như vậy sao? Sư phụ à, có thể là người nhầm rồi đó. Thôn Chiêu Huệ này có một tòa miếu là Xích Thành Miếu. Có điều các vị đi đến đó làm gì chứ? Ở đó đã không còn ai nữa rồi. Mặc kệ đi, ông cứ cho ta biết nó ở đâu là được rồi. Là ở đây, ở đây. Chỉ đi nào. Sư phụ à, bản đồ này ngược rồi. Ngược rồi sao? Lẽ ra phải xem thế này nè. Ở đây. Chính là ở đây đó. Đây chẳng phải là chỗ hôm qua ta bảo đi, nhưng mà huynh bảo đừng đi sao? Quá ra là ta đúng rồi đó. Đúng gì mà đúng chứ? Ta đã xem đúng bản đồ rồi, nhưng huynh lại nói là muốn đến đây. Huynh sai. Không phải đâu, huynh sai ở chỗ không có kiên trì. Không phải đâu, huynh xem, mọi người đi du lịch, rất nhiều bạn thân đều trở thành kẻ thù chính bởi vì một người ở trong đó không đủ kiên trì đó. Không phải đâu, ta đã phải chịu áp lực rất là lớn rồi. Vừa phải hàng yêu phục ma, còn phải suy nghĩ đến Đông Tây Nam Bắc. Ta không làm bằng hữu với huynh nữa đâu. Ta có quá đáng lắm hay không vậy? Chỗ này là chỗ nào vậy chứ? Giống như nghĩa địa vậy đó. Đến cả bóng ma cũng không có, chứ đừng nói đến con người. Ta gặp ma rồi. Đúng là có người thật ha. Phải phải phải, chính là hắn đó. Ngày ấy đã bệnh thành thế này rồi kìa. Vừa ho lại còn thổ huyết nữa. Sẽ là Nhị Lang Thần Quân sao? Ta khẳng định 100% chắc chắn là hắn đó. Tại sao huynh lại khẳng định như vậy chứ? Bởi vì thôn này chỉ có một mình hắn thôi mà. Đừng có ồ nữa mà. Mau lấy túi gắm ra mà xem đi. Đúng 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 đúng. Mở thần nhãn. Làm sao mở thần nhãn được đây? Không phải mở thần nhãn của hắn, mà là đánh hắn để mở thần nhãn.
Đi thôi, đi thôi. Lại ho ra máu rồi. Hai vị sư phụ à, quan ngân quan ngân. Sư phụ à, quan ngân quan ngân. Chỗ của ta có tứ thư ngũ kinh, đường thi tống từ, còn có. Sao lại lấy ta ra chắn vậy? Mau đánh xong rồi đi khám đại phu đi. Không được, phải điều chế một viên thuốc vàng để đề phòng trước. Làm sao mà kịp, ngửi nát ta trước đi. Thế nào, đỡ nhiều rồi. Không sao, không sao, không sao. Không biết là hai vị sư phụ đến đây là muốn học cái gì đây? Bọn ta đến đánh nhau đó. Chuyện này bạo lực là không tốt. Huống hồ chúng ta là người đọc sách. Không phải, ta hình như không có phản ứng. Sao huynh lại trốn xa vậy? Ai biết được liệu có tát một phát là thức tỉnh huynh ấy ngay hay không. Võ công của nhị lăng thần vừa giỏi vừa hiểm, sao không nói sớm? Sư phụ à, sư phụ, ta nói cho huynh nghe, đừng có đánh giết giết. Bên ngoài bây giờ loạn như vậy, người đọc sách thật sự không thích đánh giết giết đâu. Bây giờ thế giới bên ngoài bất công như vậy, đừng có lỗ mãng như vậy chứ. Huynh đến đây lúc nào vậy? Ta đúng là có hơi điêu nhưng không có ngốc đâu. Cũng đúng ha. Hai vị sư phụ à, nghe ta nói đi. Nghe ta nói được không hả? Thật đó, ta nói cho hai người nghe. Có thể là đánh chưa đủ mạnh, hay là đánh một phát thật mạnh để giải quyết một lần đi. Bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu. Huynh làm đi, huynh làm đi mà. Không được, huynh làm đi, huynh làm đi. Đến rồi kìa, chết thì chết. Huynh không sao đó chứ? Không sao. Không sao, không sao, không sao là tốt rồi. Đáng thương quá vậy. Nhịn một chút đi, sắp xong rồi đó. Cũng nặng quá ha. Mệt thì thả huynh ấy xuống đi nào. Phải ha. Bây giờ đầu hàng thì ta sẽ tha cho các người. Đầu hàng đúng không hả? Tha cho ta đúng không nào? Ta giận thật rồi đó nha. Ta sẽ đánh trả đó. Lợi hại quá, lợi hại quá. Ra tay nặng như vậy sao? Thật ngại quá. Một khi ta nổi hứng lên thì sẽ ra tay có hơi nặng đó. Nhưng vừa rồi ta mới nghĩ một chuyện. Nếu người này thật sự không phải nhị lang thần, vậy là huynh giết người rồi đó. Không thể trách ta được. Ai bảo hắn không nói với ta? Hắn không phải là nhị lang thần chứ đúng không? Hắn đáng đời. Hắn thật sự đáng đời mà. Đi thôi, đi thôi. Là nhị lang thần thật rồi kìa. Vẫn cường tráng như vậy ha. Cảm ơn hai huynh. Vất vả rồi. Đừng khách sáo mà. Các vị tiên khác đâu? Vẫn còn chưa tìm thấy. Vậy nên phải nhờ đến thần nhãn của huynh đi tìm từng người trong số họ đó. Được rồi. Đến rồi, đến rồi. Nhìn nha, nhìn nha. Xong rồi, nhanh vậy sao? Chẳng phải có một cái màn hình cho mọi người cùng xem hay sao? Ta thấy thần nhãn của huynh còn chưa đóng mở như thế này, đúng không nào? Đúng vậy đó. Ta có thiên nhãn, ta nhìn thấy được. Vậy thì tốt. Ta nói cho hai huynh nghe. Ở đâu? Bây giờ 20 dặm về phía đông có một vị. 20 dặm hả? 20 dặm về phía tây cũng có một vị. 30 dặm về phía nam cũng có một vị. Ta đi phía tây, ta biết cửu thiên quyền nữ nhất định đang ở phía tây. Tại sao cửu thiên quyền nữ chắc chắn ở phía tây chứ? Bởi vì cửu tây có những chuyện không cần nói ra, tớ lại đừng có hỏi nữa mà. Thôi được rồi, được rồi, vậy ta đi phía nam, huynh đi phía đông đi. Được được, xuất phát thôi. Sao vậy, còn chuyện gì sao? Hai vị à, ta thấy mũi của ta còn có hơi đau đó. Có phải vừa rồi có người đánh ta không hả? Để ta giúp huynh bắt hắn lại nha. Ta đi báo quan nè. Lão đại à, tại sao lại dừng lại vậy? Không có gì đâu.
Ta có hơi đói bụng thôi. Đơn giản thôi mà. Đệ lập tức đi chọn nữ nhân cho huynh. Chuyện chọn nữ nhân thì huynh cứ tin đệ đi. Nữ nhân đệ chọn, không đợi đã đợi đã. Điều kiện chọn nữ nhân của đệ ta hiểu quá rõ rồi. Không muốn đâu, ngàn lần không muốn. Nhưng mà ta bắt đầu cảm thấy được bên trong tử tinh này có tiên khí đó. Ta đoán là Ngọc Hoàng Đại Đế. Tên khốn đó bắt đầu có hành động rồi. Đệ giúp ta đi điều tra đi nào. Lão đại, huynh yên tâm. Đệ dẫn quân ra ngoài, chắc chắn không có vấn đề. Tính tình của đệ huynh biết mà. Lên núi đao xuống chảo dầu, đệ đều đi đi. Sáu người sao? Các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Mau gọi lão đại của các ngươi ra đây. Ta tôn trọng ngươi đơn thư độc mã đến xài lợi trại bọn ta. Nhưng mà lão đại của bọn ta không phải là người. Ngươi muốn gặp là gặp đâu. Quyền cước không có mắt. Không cần thiết phải tạo nhiều thương vong vô ích. Đừng nói nhảm nữa. Ở đây là nơi dùng nắm đấm để nói chuyện đó. Giết cho ta. Cuối cùng huynh cũng ra sao? Tỉnh lại đi. Huynh là thần tiên, đừng có cứng đầu nữa. Đứng dậy đi nào. Tiếp đi.
Có giỏi thì đánh dở đầu ta đi nào. Chẳng lẽ phải dùng chùy của huynh ấy mới làm huynh ấy thức tỉnh sao? Chào, sao rồi huynh đệ? Chào mừng quay trở lại. Nè, cảm ơn nha, hảo huynh đệ. Không có gì, không có gì đâu. Sao bên ngoài có nhiều người nằm la liệt vậy chứ? Huynh lại đánh người hả? Là huynh đó, là ta. Huynh uống sai đó. Không phải chứ, ta lại mất trí nhớ sao? Không sao, không sao. Cũng đâu phải lần đầu tiên. Đi thôi, đi thôi. Ta còn làm cái gì nữa? Huynh uống sai mà. Đi thôi, đi thôi. Không sao, không đúng. Nhìn những người ở bên ngoài kia đi, không giống như bị ta đánh đâu. Đến đây, đại gia đến đây đi nào. Đến đây đi. Nguyên Ương Lầu, các cô nương đẹp nhất trong thành đều tập trung ở đây. Cửu Thiên Quyền Nữ của ta đẹp như vậy nhất định đang ở đây rồi. Mở túi gắm ra xem nào. Là bướm. Đến bắt ta đi nào. Ở đây nè. Đáng ghét. Muốn dọa chết người ta sao? Ta đến đây. Hai chúng ta hẹn hò trên thiên đình, liệu có phải to gan lộ liễu quá hay không đây? Sợ cái gì chứ? Ta đem mấy quả đào tiên đưa cho gác cổng rồi, hắn sẽ canh chừng giúp chúng ta. Đến đây đi nào. Lỡ như chúng ta bị bắt thì không thể làm thần tiên được nữa đâu. Mùi nói đúng ha. Huynh phải nhớ đó. Bất luận ta trở thành hình dạng thế nào, chỉ cần huynh nhìn thấy vết bớt này thì đó chính là ta nha. Mùi yên tâm đi nào. Ta mãi mãi sẽ không bao giờ quên. Chủ động vậy sao? Vậy ta không có khách sáo đâu. Cửu Thiên Quyền Nữ à, ta đến đây. Tên ăn mày thối này, đây là nơi ngươi có thể đi vào sao? Mau đi đi, đi đi. Khinh thường người khác hả? Đây nè, cầm lấy mà tiêu nha. Vị công tử này vừa nhìn là biết là nhân tài rồi đó. Chỗ của bọn ta cô nương kiểu gì cũng có hết. Công tử vào với ta đi. Từ từ mà chọn. Đợi đã, ta có yêu cầu. Có không hả? Có. Nào nào, vào trong từ từ mà chọn đi nào. Nào 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 nào. Rượu ngon, không được lãng phí. Đại gia, sao vậy? Nóng lòng lắm rồi đúng không nào? Đã chuẩn bị các cô nương cho công tử rồi đó. Đi nào, đi nào. Đi đi, ta dẫn công tử đi. Ta tự đi được rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Các cô nương à, chuẩn bị xong chưa? Nào. Công tử à. Không sai đó chứ. Công tử à. Ta là Tý. Tiếp theo. Ta là Sử. Không phải, ta là Dần. Ta là Tỵ. Không phải, ta là Thân. Tiếp theo, ta là Dậu đó. Còn nữa không hả? Ta là Tuất. Đi đi, ta là Hợi. 12 con giáp hả? Nè, ta không phải là mút cầm thú súc sinh. 12 con giáp với ta mà nói vô ích thôi. Ta là muốn côn trùng, là bướm đó.
Bướm thì thật sự không có. Hay là để ta vẽ một con. Nhìn đi mà. Ở đây nè. Cô nghĩ thật kỹ cho ta đi. Mùi ấy nhất định đang ở đây. Liệu có bỏ sót ai không hả? Còn nữa thì cho ta xem đi nào. Vị công tử này quả nhiên là người biết điều đó. Đúng là còn một người nữa. Đi nào, ta dẫn công tử đi. Đi nào đi. Ở đâu vậy? Nàng ta ở bên trong đó. Hay là công tử tự mình đi xem đi nào. Công tử từ từ thưởng thức nha. Tặng công tử, tặng công tử đó. Nè, làm gì vậy? Tặng công tử đó. Làm gì vậy hả? Mỹ nữ à, mỹ nhân mà mọc râu, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào hả? Ôi trời ơi, rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì mà ông lại đối xử với ta như vậy chứ hả? Thử đi nào. Nụ hôn thâm tình. Đừng có lại gần ta mà. Thử đi. Đừng nói chuyện với ta nữa. Đừng mà. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Vì chúng sinh thiên hạ, đạo tế ta quyết định hy sinh thân mình. Được rồi. Chết thì chết thôi. Hàng Long à, chào mừng quay trở lại nha. Sao bọt xà phòng khắp miệng huynh vậy? Có sao? Không sao đâu. Chúng ta tranh thủ thời gian giải cứu thế giới đi nào. Ba mươi dặm về phía nam, nói đến là đến. Na Anh, hình như là tên của một ca sĩ nổi tiếng. Nếu là người nổi tiếng thì dễ tìm thôi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Nè, hai vị. Xin hỏi hai vị có biết ở đây có ai tên là Na Anh hay không vậy?
Đại Thẩm à, xin hỏi Thẩm có quen biết ai là Na Anh không? Đại ca, xin hỏi Na Anh sống ở đâu vậy? Đại Thúc. Đại Thúc à. Lão bá. Ca ca. Đại Thẩm ơi, Đại Thẩm. Chẳng thèm để ý đến mình luôn. Sư phụ à. Hai vị à, cho hỏi một chút, ở đây có đứa trẻ nào tên là Na Anh hay không? Na Anh hả? Không có. A Anh thì có đó. Chính là con trai của ta. Đúng là không uổng công của mình mà. Xin hỏi có phải là năm nay hắn vừa tròn 21 tuổi không? Đúng là 21 tuổi rồi. Nhưng con trai ta bộ dạng không giống với người thường. 21 tuổi là đúng rồi. Ta biết chắc chắn hắn không giống với người khác. Trông rất là nhỏ nhắn. Hơn nữa lại hoạt bát hiếu động. Còn ăn rất là giỏi nữa đúng không? Nếu sư phụ không để ý thì hãy tự mình xem đi. Nó ở đằng kia kìa. Vậy sao? Bên đó nhiều vậy, ai mới là hắn đây? Người kia, người mang xích sắt đó. Có phải là nhầm lẫn gì không đây? Ta không đến tìm lệnh tôn, ta là đến tìm con trai của huynh. Sư phụ có điều không biết rồi. Con trai ta bị bệnh lão quá sớm. Chỉ mới 21 tuổi thôi, mà trông đã già như là 71 tuổi. Hơn nữa trí tuệ lại chỉ như là trẻ 8 tuổi thôi. Vậy nên ta dùng xích sắt trói hắn lại. Nếu không nó sẽ ăn hết mọi đồ đạc ở trong nhà luôn. Lão quá sớm hả? Một Na Tra ngây thơ hoạt bát, đang yên đang lành, sao bây giờ đến tóc còn ít hơn cả ta nữa vậy? Ta muốn ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm. Ta muốn ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm đi. Được rồi, ta muốn ăn cơm, ăn cơm. Ăn cơm, được rồi, đừng khóc mà. Ta vẫn để đi ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm đi. Được rồi mà. Ăn cơm đi mà. Ăn cơm. Đừng có chỉ biết ăn như vậy chứ. Đệ là thần tiên, là Na Tra chuyển thế, đệ phải xuống đây giải cứu thế giới. Ta muốn ăn cơm. Cơm cái gì chứ? Giải cứu thế giới. Đệ còn nhớ không hả? Ăn cơm, ăn cơm. Cơm cái gì mà cơm? Đã ăn nhiều như vậy rồi còn đòi ăn nữa hả? Hết rồi. Ăn cơm đi, hết rồi. Được rồi, ăn cơm đi. Được rồi, ta gọi. Để ta gọi cho. Được rồi chứ. Được rồi, ta gọi mà. Nào, 15, 10, 15, 10, 20. Đại ca, quên lại thua rồi. Uống rượu đi nào. Quả nhiên là quyền dương. Hai người đang chơi cái gì vậy? Lão bá à, muốn chơi sao? Vậy ta dạy lão bá nha. Được. Nào, đưa tay ra đây. Nếu ta gọi đúng mà lão bá làm sai thì thua nha. Được. Nào, chơi thử đi. 10. Lão bá thua rồi kìa. Ta thua rồi hả? Làm lại đi nào. 5. Ta lại thua rồi hả? Lão bá lại thua rồi. Ta không chịu đâu. Ta không chịu. Chơi lại đi. Chơi lại. 15. 10. Chơi lại. Chơi lại đi. 15. Không có. 10. Không có. Chơi lại đi. 20. Lão bá lại thua rồi. Không biết chơi thì mau về nhà đi nào.
Ta không chơi cái này đâu, ta muốn chơi cái khác. Ta muốn chơi 35. Hai bàn tay người cộng lại làm sao có thể thành 35 được? 35, đến đây. Yêu quái, yêu quái. Tốt lắm, tốt lắm. Na Tra đánh nhau giỏi nhất thiên đình đã trở về. Giải cứu thế giới có hy vọng rồi. Không, không, không. Ta đến đây để chơi điểm số. Có phải để quên rồi phải không? Ngọc Đế phái đệ đến phàm trần là để giải cứu thế giới, không phải chơi điểm số đâu. Không, không, không. Giải cứu thế giới là giải cứu thế giới, điểm số là điểm số. Ta phải điểm số xong mới giải cứu thế giới. Không thì thế này đi, Quỳnh với ta chơi điểm số. Nếu Quỳnh thắng ta thì ta sẽ đi. Thần tiên bây giờ đều là đồ điên. Nè, đừng có đi mà, ở lại chơi điểm số với ta đi. Nè, ai ra đây chơi điểm số với ta đi. Ta muốn chơi điểm số. Ta muốn chơi điểm số. Lão đại à, sau khi đệ điều tra rõ ràng, phát hiện Tế Công Hòa Thượng thật sự muốn gây chuyện đó. Hiện hắn đã tìm được Cửu Thiên Huyền Nữ, Dì Lan Thần, còn có Na Tra nữa. Ta biết rồi. Quỳnh biết mà còn bảo đệ đi điều tra sao? Chẳng phải ta đã nói với đệ là lần đầu tiên diễn vai phản diện sao? Lão đại bảo thuộc hạ đi làm việc thì đâu có gì quá đáng đâu. Giả lại các ngươi cũng rảnh rỗi, không phải sao? Có lý đó. Lão đại à, Quỳnh hạ lệnh, đệ dẫn đội. Quỳnh yên tâm đi. Không cần, không cần. Ta nói cho đệ nghe, về cơ bản, 6 người bọn họ không có cách nào tập hợp lại được. Vậy lúc 6 người bọn họ không cách nào tập hợp lại với nhau thì không đánh thắng được chúng ta đâu. Huống hồ họ còn có một người mãi mãi không tìm được. Nè, sao các ngươi lại không cười? Có phải nhớ nhầm chỗ rồi không? Sao đến bây giờ còn chưa đến vậy? Chỗ này không sai đâu mà. Đến rồi đó. Nè 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 nè, vẫn chưa tìm thấy phục hổ hay sao hả? Ta nhìn thế nào đi nữa, tìm thế nào đi nữa cũng không nhìn thấy huynh ấy đâu hết. Huynh đệ à, huynh chạy đi đâu rồi chứ? Bỏ đi, đừng đợi huynh ấy nữa. Chúng ta tấn công đi nào. Đợi đã, ở đây có kết giới, mọi người phải cẩn thận đó. Không đơn giản đâu mà. Không sao đâu, ta có âm phá không mà. Muốn hét cũng phải nói trước một tiếng chứ, không phải cứ lớn tiếng là có tác dụng đâu. Cái này là muốn mời chúng ta vào trong sao? Ta thấy không phải đâu. Rõ ràng là trong đó có bẫy đó. Có lẽ là bảo các người đi vào chịu chết thì có. Tại sao lại là các người? Quỳnh không vào hay sao? Ta sao? Ta chỉ là một tiên đồng thấp kém, năng lực vừa thấp lại ngốc nghếch, vào trong cũng không giúp được gì đâu, chỉ liên lụy mọi người thôi. Ta vào rồi cũng vô dụng, chỉ bằng thế này đi. Mọi người có di nguyện gì cứ nói, ta giúp mọi người ghi lại. Cái miệng quả này ý là nói bọn ta chết chắc sao? Cái miệng quả này ý là nói bọn ta chết chắc sao hả? Còn giết nữa sao? Đúng là muốn ăn đòn mà. Có câu, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Huống hồ chúng ta là thiên binh thần tướng, hàng yêu phục ma vốn dĩ là chức trách của chúng ta nên làm. Quỳnh nói rất đúng đó. Vậy thì xin mời nhị lãng dân quân vào địa ngục trước đi. Được rồi. Nhưng mà Hàng Long La Hán là người đứng đầu thập bát La Hán. Quỳnh làm lão đại mà, nên là lão đại đi trước mới phải. Thực ra nếu là 13 năm trước thì ta đã nói phải xong vào rồi. Không cần sợ, có chuyện gì ta sẽ bảo vệ cho muội. Sao muội lại run rẩy thế này chứ? Muội rất là sợ hay sao hả? Muội không sợ đâu, hình như người đang run rẩy là Quỳnh đó. Ta đâu có run đâu. Ta có run hay sao hả? Quỳnh ấy run rất là mạnh đó, Quỳnh nói xem. Yên tâm đi mà, ngày này năm sau ta sẽ thắp hương cho các vị nha. Yên tâm đi. Mặc kệ quân ấy đi, chúng ta tấn công vào đi. Chết thì chết thôi.
Một nhóm anh hùng, đúng là khiến người ta bội phục. Đi tìm cái gì đó ăn trước đã. Người mệt mỏi, nhức đầu chóng mặt, cả người đều khó chịu. Khó chịu quá đi. Mây đen đầy trời, đất cũng màu đen. Yêu tháp quả là yêu tháp. Chẳng trách ta thấy cả người đều khó chịu. Ta cũng thấy như vậy đó. Nhưng có chỗ nào đó không đúng, ta cũng không nói ra được lý do. Chẳng lẽ đúng là bị tiên đồng béo kia nói trúng rồi sao? Chúng ta lành ít dữ nhiều. Không phải đó chứ. Để ta, từ từ đã, tận hưởng trước đi nào. Nè, đừng có đánh, để lại vài tên cho ta với. Nè, sao lần này huynh không xông lên đi? Phải để người trẻ tuổi phát huy chứ. Cũng có lý ha. Đương nhiên rồi. Mã để xem, thì ra đúng là có người đến nộp mạng rồi. Nhiều năm như vậy rồi, y phục của ngươi vẫn rách nát vậy sao? Các ngươi không có tiền mua y phục mới sao hả? Thật là đáng thương quá. Đúng rồi, thật ra ta không thể không bội phục các ngươi. Tên các ngươi là Liên Minh Công Lý Thần Tiên có đúng không nào? Rõ ràng biết vào trong này nhất định sẽ chết, mà các ngươi vẫn vào trong không chút do dự. Vỗ tay khích lệ đi nào. Chim đại bàng, ngũ tiên bọn ta thay cho Ngọc Đế đến tiêu diệt ngươi. Có điều nếu ngươi thông minh, quay về thiên đình với ta đi nào. Ta bảo đảm sẽ giúp ngươi cầu xin Ngọc Đế. Cảm động quá, cảm động lắm đó. Nhưng mà ta nói cho ngươi nghe, ta giới thiệu với ngươi, ngươi có nhìn thấy tháp đằng kia không hả? Nhìn thấy cái tháp này không? Đến lúc đó ta sẽ ngồi trên đỉnh tháp, sau đó đùng một cái lên thẳng thiên đình. Sau đó ta sẽ ngồi luôn vào vị trí của Ngọc Hoàng Đại Đế. Lúc ấy ta sẽ cầu xin giúp ngươi có được không? Còn nữa, các ngươi 1, 2, 3, 4, 5, 5 kẻ binh tôm tướng tép, ngươi nghĩ có thể thắng được bọn ta sao? Binh tôm tướng tép cái gì chứ? Từng người trong các ngươi mới là bại tướng dưới tay của ta. Hàng Long La Hán, cần gì nhiều lời với bọn chúng? Ra tay thôi nào, để cho ta. Huynh lại chậm một bước rồi. Nè, huynh sao rồi? Không xuất ra pháp lực được. Mọi người ngồi ở đây ăn uống đi, ta đánh là được rồi. Được, được gì mà được chứ. Đánh đi nào. Sao lại không có xét chứ? Đa tạ. Bà Tám chết tiệt này,
Mọi người đều là nữ nhân, không cần ra tay tàn độc vậy chứ. Cứ muốn rắn cắn vào mặt của ta là sao? Để lại sẹo thì phải làm thế nào? Ta chính là muốn cắn cho mặt ngươi đầy sẹo đó. Như vậy tiên nữ đẹp nhất thiên hạ chính là ta rồi. Ngươi đẹp sao? Đẹp tựa thiên tiên là chuyện trời sinh. Cho dù bây giờ ngươi cắn cho mặt ta có 800 vết sẹo thì ta vẫn đẹp hơn ngươi. Nhưng ngươi nhìn lại mình đi, trên trán có vảy rắn kìa. Nè, ngươi đừng có nhắc đến cái này được không hả? Chuyện này sao trách ta được chứ? Bản thân ngươi không làm mặt nạ mà. Mặt nạ gì hả? Ngươi làm cái gì đó? Làm gì đó hả? Tức là dùng mật ong thêm đường trắng, thêm vào bột trân châu, có thể làm sạch đi vảy rắn trên mặt của ngươi. Cái đó mua ở đâu? Cần gì đi mua chứ? Ta dạy ngươi làm. Được 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 được. Người chơi với ta sao? Đi chết đi. Chơi với ta hả? Đi chết đi nào. Ta muốn đấu tay đôi với ngươi. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi đi vào kết giới này của ta thì ngươi chết chắc rồi đó. Tại sao? Vì ngươi không dùng pháp lực được. Không có pháp lực. Đáng ghét. Ta không tin đâu. Chỉ có ngươi biết làm thôi. Ta cũng biết vậy chứ. Ngươi nhìn nè, biến lớn, biến lớn, biến lớn. Đợi chút đã. Sao vậy? Ta thấy không công bằng đâu. Ở trong kết giới, người có pháp lực. Ta không có pháp lực. Người đánh thắng ta như vậy, vinh quang hay sao? Người nói cũng có lý ha. Được rồi, hôm nay ta không dùng pháp lực. Để cho người thua được, tâm phục khẩu phục. Thế nào hả? Được thôi. Trong giới yêu quái, người cũng quân tử đó chứ ha. Đương nhiên rồi. Nào, hôm nay chúng ta chơi trò này đi. Chơi ăn gian với ta sao hả? Thế nào hả? Quân tử chưa? Công bằng chưa? Đồ ngốc à. Hãy subscribe cho
Nhỏ thế này đáng yêu quá. Làm sao mà quạt đây? Làm sao mà quạt đây? Ta vẫn quạt bình thường, cũng mát lắm đó. Không thú vị gì hết. Ta không muốn chơi với ngươi nữa. Ta tìm một người đến chơi với ngươi. Người đó muốn giống như ta thì mỗi ngày đều phải đắp. Đắp khoảng một tháng thì sẽ càng lúc càng đẹp. Một tháng hả? Lâu vậy sao? Cũng bình thường mà, đâu có lâu lắm đâu. Hơn nữa ta nhắc nhở ngươi, thật ra da ngươi đã trắng rồi, son môi đừng có đỏ quá, hồng hồng một chút thôi sẽ càng đáng yêu hơn. Ta không biết nhiều về trang điểm đâu. Làm mỹ nữ thì phải trả giá. Ngươi đừng có xem ta là thần tiên. Ta đã mấy trăm năm rồi không được ăn một bữa cho no bụng đó. Làm tiên nữ đáng thương quá ha. Không biết làm thần tiên có gì hay nữa. Cũng không biết vì sao các ngươi lại ngưỡng mộ. Vừa không được yêu đương lại không được kết hôn. Cũng không được sinh con. Vậy cũng may ta còn có thể sinh con. Không đúng. Vậy nếu đại bàng chủ công trở thành ngọc đế thì ta không thể ở bên cạnh của nấy được nữa rồi. Ta đã nhìn ra được chuyện này lâu rồi đó nha. Biết người thích hắn mà. Có điều không ngờ khẩu vị ngươi nặng vậy đó. Thật ra nếu lúc đại bàng chủ công không có giận dữ thì cũng dịu dàng lắm đó. Nè, đang nói chuyện tốt đẹp, tại sao ngươi lại thả rắn ra cắn ta? Có phải ngươi có bệnh không vậy? Ý của đại bàng chủ công, ta không thể làm trái. Nhưng ta cũng là rắn mà, ta không sợ rắn cắn đâu. Vậy cho nên con rắn đó được làm ra để cắn ngươi đó. Ngươi... 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 Bí quyết làm đẹp ta cũng có. Vậy ta chính là tiên nữ đẹp nhất thiên hạ rồi. Phục hổ. Ta không phải phục hổ. Ta là đệ nhất hộ vệ của đại bàng chủ công. Bạch ngạch hổ. Ta là huynh đệ của huynh Hàng Long đây. Sao huynh lại trở thành thế này? Chim đại bàng, rốt cuộc ngươi đã làm gì huynh ấy vậy? Xin lỗi, thật ngại quá. Ta quên nói với ngươi, huynh đệ mà ngươi tìm rất lâu bây giờ đã thành huynh đệ của ta rồi. Vậy cho nên ta tìm huynh đệ của ta đến đánh với ngươi. Hai người thân như vậy không thể nào thích hợp hơn nữa đúng không? Đúng rồi. Bạch hổ à, ngươi mau giải quyết cái tên này đi. Đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Ta đi làm việc đây. Đừng mà. Phục hổ, đừng mà. Đừng mà phục hổ. Thank you.
Hai vị thần tiên cứ vậy mà chết, đáng đời lắm. Hàng Long, Phục Hổ, hai người sinh cùng một mạch. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi mỗi người một thủ ấn. Lúc thủ ấn tụ hợp lại, tự nhiên ắt sẽ pháp lực vô biên. Cũng tức là lúc ta muốn các ngươi giải cứu thế giới, thực thi chính nghĩa. Mau giết chết hai tên đó cho ta đi. Quay trở lại, đợi huynh lâu lắm rồi đó. Chào mừng quay trở lại. Chúng tiên tập hợp. Sao có chuyện này được chứ? Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Ta không muốn, sao ta lại thua nữa chứ? Ta không phục. Lần thứ hai thu phục ngươi. Làm người tốt cho ta, sớm ngày đắc đạo đó. Cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Đúng rồi. Vậy có phải chúng ta lập tức về thiên đình hay không đây? Khó khăn lắm mới có cơ hội xuống trần gian một lần. Hay là đi chơi một chút đi nào. Đúng rồi, đúng rồi. Ta nghe nói dưới trần có rất nhiều cách chơi đếm số khác nhau. Chúng ta đi xem thử đi được không? Đệ đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến đếm số được không? Chi bằng phát huy ba đầu sáu tay của đệ đi làm massage đi. Có tiền đồ lắm đó. Được ha. Có thể suy nghĩ mà. Mọi người có thấy đói bụng không? Ta thấy có hơi đói rồi. Ăn cái gì đó trước đi được không? Được được, cũng được đó. Nếu đã như vậy, chúng ta đi ăn lẩu đi. Tuyệt, ta dẫn mọi người đi ăn thịt chó thế nào? Không thể ăn thịt chó được đâu. Đùa thôi mà. Sao ta có thể quên hống thiên khuyển của huynh được? Được rồi, đi ăn thôi. Món chay La Hán. Được, đi nào. Sư phụ à, mì của người đây, mời dùng. A Di Đà Phật. Sau trận đại chiến, tiếp theo chắc chắn là thái bình thịnh thế. Vấn đề là thời gian qua lâu, rất nhiều người lại quên mất phải an cư. Vậy nên ta làm tế công, đúng là áp lực như núi vậy đó. Trang sức của chúng tôi rất là tốt.
trang sức thủ công mới ra đây. Vừa mới dứt lời, người xấu liền xuất hiện rồi kìa. Cô nương à, mời xem một lát đi. Được. Trang sức thủ công mới ra đây, mau đến xem đi nào, đẹp lắm đó. Cô nương xinh đẹp cho ta, ở đâu cũng có hết. Ngươi là ai vậy? Sàm sở hả? Người xấu xa như vậy, để ta chơi đùa với ngươi. Thả ta ra. Hôn đi nào. Ngươi muốn làm gì đây? Ta muốn làm gì sao? Muốn chơi ảo thuật với ngươi thôi mà. Ba la si bùa. Xem ngươi bây giờ đáng yêu biết là bao, nhưng lại không có cách nào mang về nhà. Thêm chút nữa nha. Đáng yêu quá. Đáng yêu quá. Đáng yêu quá đi. Đó là chủ nhân nhà ta. Đừng có đi mà. Dừng lại đây. Các vị ái khanh, lần này xuống trần dẹp loạn có công, vậy nên chuẩn bị thăng 3 cấp cho mỗi người. Sao vậy? Không vui à? Vậy thưởng cái khác là được rồi. Thưởng cho mọi người thẻ VIP xem phim trực tuyến 100 năm. Hơn 300 năm rồi không có hôn muội đó, đã quên mất hương vị của đôi môi muội thế nào rồi. Nếu thử rồi sẽ biết thôi. Vậy ta chuẩn bị thử đây. Phục hổ đâu rồi? Đúng rồi ha. Tên đó chạy đi đâu rồi? Quỳnh không sao đó chứ? Không sao, không sao. Quỳnh tiếp tục hôn đi. Ta nghỉ ngơi trước. Quỳnh cứ tiếp tục đi nào. Nếu phục hổ có chuyện gì, một mình ta chắc chắn không xử lý nổi đâu. Có rắc rối rồi sao? Là ai vậy? Có chuyện vui, sao có thể không tìm ta chứ? Có Quỳnh thì ta yên tâm rồi.